Chiều ngày 30 tháng 4 năm 2022, tại chùa Bằng, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, đã trang trọng tổ chức lễ hằng thuận cho 5 đôi bạn trẻ Lê Thành Công pháp danh Minh Đạt và Nguyễn Thúy Hường pháp danh Hải Tâm, Phùng Văn Cường pháp danh Minh Thịnh và Trần Thanh Trà pháp danh Diệu Hương, Nguyễn Đăng Minh pháp danh Chí Minh và Nguyễn Thị Chi pháp danh Tịnh Chi, Đặng Đức Trung pháp danh Minh Hải và Vũ Đặng Diệu Phương pháp danh Diệu Đức, Lê Ngọc Quang pháp danh Minh Hiển và Ngô Hạnh Nguyên pháp danh Diệu Đại. Dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật, sự chứng minh của Hòa Thượng Trụ Trì Thích Bảo Nghiêm và Chư Tôn Đức Tăng Bản Tự cùng sự tham dự của họ hàng hai bên gia đình, năm đôi bạn trẻ đã kết duyên vợ chồng. Trước khi cử hành nghi lễ hằng thuận, năm đôi bạn trẻ đã được Hòa Thượng Trụ Trì và Chư Tăng tác pháp quy y Tam Bảo và trao truyền ngũ giới để làm kim chỉ nam cho cuộc sống hiện tại. Năm đôi tân lang tân nương đã được lắng nghe Hòa Thượng Trụ Trì Thích Bảo Nghiêm giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng trong kinh Thiện Sinh. Hòa Thượng khuyên tấn năm đôi tân lang tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền dề thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình. Trong không gian thiêng liêng, năm đôi bạn trẻ đã trao nhẫn cưới cho nhau trước sự chứng minh chúc phúc của Chư Tôn Đức, cùng lễ tạ Tam Bảo, tạ ơn cha mẹ và hành lễ với nhau tôn trọng sự bình đẳng. Trước Tam Bảo, các đôi bạn trẻ đã đối trước Chư Tôn Đức đọc lời thệ nguyện kết hôn. Cuối buổi lễ, Hòa Thượng Trụ Trì cùng Chư Tôn Đức và toàn thể đại chúng đã thành kính làm lễ niêm hương bạch Phật, chúc phúc cho năm đôi trẻ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thề.